Mô hình dê nuôi nhốt với quy mô hơn 100 con này là của anh Nguyễn Văn Trương ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Khởi đầu với số vốn chỉ gần 15 triệu đồng với 6 con dê thịt. Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của hội nông dân huyện, số tiền 50 triệu đồng đã được anh sửa chữa chuồng trại, mua thêm con giống và đầu tư các khóa học về chăm sóc dê. Sau 4 năm, mô hình dê nhốt của anh trung bình một năm xuất 3 lứa, mang lại nguồn thu nhập trung bình 200 triệu đồng. Số vốn ban đầu thì của tôi thì được 14 triệu 700 thôi. Nhưng đến 2016 thì bên nông dân có cho vay thêm được 50 triệu thì đầu tư thêm chuồng trại và mua thêm con giống. Đến thời điểm hiện nay thì nó này thu nhập cũng ổn định, chứ gia đình cũng ổn định hết rồi. Dê thì chứ cũng được 100 con, dự kiến mở thêm một trang trại cũng tầm như đi nữa. Và sau này sẽ giống đúc dê thương phẩm ra thì sẽ gọi là mộ tiêu thụ cho họ luôn, chứ kiểu mình không thể để sống nữa. Không chỉ gia đình anh Trương mà trong 5 năm qua, thực hiện chương trình vay vốn giải quyết việc làm qua kênh nông dân, xã Cam Chính cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lộ đã tiến hành thẩm định và giải ngân vốn cho hơn 50 hộ gia đình. Với số vốn tối đa được vay 50 triệu đồng, phát triển kinh tế gia đình, nhiều gia đình đã cải tạo vườn tạp, chăn nuôi, trồng trọt và mở các xưởng sản xuất gia đình để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần nâng cao kinh tế tại địa phương. Ngân hàng Chính sách và Hội Nông dân đã làm thủ tục hồ sơ giải ngân vốn cho các hộ mở rộng các mô hình trang trại như gà cua, dê nhốt, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế của hộ gia đình, giảm hộ nghèo, đồng thời là góp phần vào xây dựng chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới và đối với xã Cam Chính thì xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Từ sự cố gắng phấn đấu vươn lên thoát nghèo của từng cá nhân, từng hộ gia đình, sự hỗ trợ từ các chương trình vay vốn, chương trình hỗ trợ kiến thức chăn nuôi, trồng trọt của hộ nông dân, nông thôn Cam Chính đang ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.